vàn tác dụng của quả chanh leo, mùa hè đừng bỏ qua những ly nước tuyệt vời từ loại quả này. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, chanh leo là một trong những loại trái cây vô cùng bổ dưỡng, lượng vitamin, dưỡng chất trong chanh leo rất tốt cho sức khỏe, cần thiết cho cơ thể. Chanh leo giàu giá trị dinh dưỡng được nhiều chuyên gia ghi nhận. Cứ mỗi độ hè sang, nhiều người lại thích thú với những ly nước chanh leo để giải nhiệt nắng nóng. Những cốc nước chanh leo chua ngọt được để lạnh mà uống ngay khi mới đi ngoài trời về thì thật sự là một giải pháp giải nhiệt quá đỗi tuyệt vời. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chanh leo là một trong những loại trái cây vô cùng bổ dưỡng, lượng vitamin, dưỡng chất trong chanh leo rất tốt cho sức khỏe, cần thiết cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu còn công nhận một quả chanh leo có giá trị tương đương với 10 quả táo. Đây thực sự là thông tin khiến nhiều người sửng sốt. Theo Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Hà Nội, chanh leo là một loại trái cây rất giàu dinh dưỡng, thường được sử dụng làm nước giải khát, vô cùng thơm ngon và hấp dẫn vào những ngày hè oi ả. Giá trị dinh dưỡng của quả chanh leo được khoa học công nhận, cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào. Theo Medical News Today, chanh leo rất giàu dinh dưỡng với hàm lượng vitamin A cao, rất tốt cho da, thị lực và hệ miễn dịch, và vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng. Trong 100g chanh leo đã bỏ hạt có 29 IU vitamin A, 63mg kali, 5mg magie, 5,4mg vitamin C, 2mg canxi, 0,29mg sắt, 1,9g chất xơ. Ngoài ra, chanh dây cũng chứa phốt pho, niacin và vitamin B6 giúp cơ thể khỏe mạnh. Giàu chất chống oxy hóa, chanh leo rất giàu chất chống oxy hóa là những hợp chất giúp loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể. Chất chống oxy hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho hệ thống cơ thể khỏe mạnh. Các nhà khoa học nhận định, chất chống oxy hóa cải thiện lưu lượng máu, đặc biệt đến não và hệ thần kinh. Chúng cũng giúp giảm viêm trong cơ thể và giảm căng thẳng tế bào. Cả hai đều hữu ích trong phòng tránh và điều trị một số bệnh như bệnh tim và bệnh Alzheimer. Nguồn chất xơ tốt, chanh leo chứa nhiều chất xơ. Chất xơ là một thành phần quan trọng của mọi chế độ ăn uống. Nó giúp điều chỉnh hệ tiêu hóa và giữ cho đường ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón và rối loạn đường ruột. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, chất xơ cũng có lợi ích trong việc giảm cholesterol và tăng cường sức khỏe của tim. Ăn chanh leo thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa táo bón và cải thiện tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Có chỉ số đường huyết thấp. Chanh leo là một loại trái cây nhiệt đới có giá trị chỉ số đường huyết GI thấp. Điều này có nghĩa là nó không gây ra sự gia tăng mạnh lượng đường trong máu sau khi ăn, là lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Cải thiện độ nhạy insulin. Một số nghiên cứu cho thấy một hợp chất được tìm thấy trong hạt chanh leo có thể cải thiện độ nhạy insulin. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu quy mô nhỏ năm 2017 trên người cho thấy một chất gọi là pisentanol trong hạt chanh leo có thể cải thiện quá trình trao đổi chất. Những người đàn ông thừa cân dùng 20mg pisentanol mỗi ngày trong 8 tuần đã cải thiện sức khỏe trao đổi chất, bao gồm cả độ nhạy insulin so với những người dùng giả dược. Giúp xương chắc khỏe, chanh dây rất giàu nguồn khoáng chất như là magie, canxi, sắt và phốt pho có thể hỗ trợ cho sức khỏe của xương. Những khoáng chất trong chanh dây khi kết hợp cùng với các nguồn khoáng chất dồi dào khác trong rau xanh và sữa có thể giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương. Tốt cho người muốn giảm cân, chanh leo là một trong những loại trái cây hoàn hảo để giảm cân vì nó có lượng calo, chất béo và natri thấp. Mỗi khẩu phần chanh leo 100g có 97 calo. Ngoài ra nó cũng có hàm lượng chất xơ cao thúc đẩy cảm giác no của dạ dày, do đó làm giảm cảm giác thèm ăn của bạn.